Và hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người một cái giao án siêu dị, đó chính là Yumi Carey. Thì trong mùa 8 lần này á, thì những con tướng support như là Yumi nè, Suna nè, Lulu nè, vân vân, thì nó sẽ được chỉnh sửa thành tướng đam nha mọi người. Và những con tướng đó thì nó sẽ mang hệ tình nhân. Và hãy xem thử là trong video lần này mình sẽ đem đến cho mọi người những cái con Yumi nó bá đạo thật cỡ nào nhé. Khởi đầu với ba ra quái thì mình có không có nhiều đồ lắm. Ra quái đầu thì trả cho mình được cái BF nè, cái găng và một cái đai máu. Nhưng mà cái ấn đầu thì ngon nha mọi người. Tại vì là mình đánh con Yumi á, là Yumi là tình nhân, là đam phép, cho nên là mình sẽ chọn khảm bảo thạch ha. Mà bài phép á thì đi chung với khảm bảo thạch thì cực kỳ ngon luôn nha anh em. Ban đầu không nhiều tiền lắm cho nên mình sẽ tích tiền để mà lên được chết 6 mình rồi con Yumi ha. Thì ba đao đầu thì mình sẽ đép bằng cái co của song đấu với tình nhân. Tại vì Yumi là tình nhân ấy mọi người. Lúc đầu thì mình cũng tính kẹp là kẹp tướng siêu nhân chung với lại Yumi. Nhưng mà trận này thì cái lobby của mình thì chơi lũ siêu nhân hơi nhiều, cho nên là mình không có hai baron được mấy con nó lên 3 sao. Mà cái bài tình nhân này nha mọi người là cực kỳ cần nước mắt luôn. Tại vì là tụi nó ra chiêu càng nhiều á, sẽ tích được càng nhiều số sức mạnh thánh thuật. Thì có nghĩa là đam nó càng ngày càng to lên ấy. Mà những con tình nhân nha toàn là những cái con mà mana nó khá là thấp luôn ấy. Đâu đó tầm 40-60 không à. À trừ con Lee Sin ra nha mọi người. Cho nên là đi chợ nếu như mọi người lấy được nước mắt càng nhiều thì càng tốt nha. Tối ưu nhất là tôi nghĩ là tầm trong đội hình của người là tầm 3 con tình nhân đúng không? Thì cho 3 cái blue là hợp lý luôn. Yumi nè, Lulu nè, rồi Sona nè, xài blue cực kỳ tốt luôn nha. Game này thì tôi vẫn giữ được blue trick tới dòng người đá hả mọi người. Cho nên dòng này thì là tôi cũng được cũng khá tiền á, tầm 37 tiền cấp 5 thì cũng gọi là ổn. Mà bài đá thì trả cho tôi được có cái nịch với lại một cái váy, oh shit, với lại một đống tiền. Đồ này thật sự mà nói thì nó không thực sự là đẹp lắm đâu nha mọi người. Mà bài này thì tôi nghĩ là kẹp chung với lại tụi đạo chích từ đầu game sẽ khá là tốt. Bởi vì là con Sona thì nó cũng là tướng tình nhân mà nó cũng là tướng đạo chích luôn. Cho nên là tôi cũng khá là muốn kẹp thêm đạo chích ý. Tại vì mình lúc đầu đánh low streak mà. Trận này thì tôi cũng ráng roll con Lulua lắm nhưng mà không có được. Bởi vì tôi thấy có một hai nhà roll đép bằng cái thần đồng ấy mọi người, cho nên là cũng khá là khó ha. Bây giờ tôi sẽ ghép luôn cái giáp máu cho con Lee Sin để tôi đép máu. Thì tầm này thì tôi chỉ cứ để tiền để tôi lên chết 6 thì tôi roll thôi ha. Mà cũng đang lose streak nên cho nên là up cấp cũng không có giải quyết được vấn đề ấy. Tôi đợi là sau khoảng cái ấn thứ 2 thì nó sẽ ổn hơn. Và tất nhiên không lên cấp thì vẫn bị đấm mà mọi người. Đậu xanh con nhìn cái con bên kia ba đồ chuẩn vãi liền luôn. Đó thì ông này là cái nhà thần đồng mà tôi nói nè, ông cũng roll con Lulu ấy, cho nên là tôi không có roll được con Lulu 3 nha. Mà tôi nói thiệt là con Lulu á, cái đa của nó cũng ảo mà là gia đa lắm. Cho nên là nếu như mà anh em thích á, thì có thể comment bên dưới tôi làm một cái bài gì về con Lulu Carey nha. Dòng này thì ra cái ấn khá là ngon luôn. Tôi tính đánh con Yumi mà nó ra thẳng luôn con Yumi. Oh shit, nhưng mà nó bị cái á, là con Yumi này nè, là chỉ năng của nó có thể chí mạng. Nhưng mà mình đã có thảm bảo thạch luôn rồi. Thì nói chung là nó cũng khá là trùng ấy, nhưng mà nó vẫn có tăng tỷ lệ chí mạng. Thì có nghĩa là cái phần trăm khả năng mà con Yumi khả năng chí mạng nó sẽ cao hơn. Cho nên là vẫn xài được nha mọi người. Này thì tôi cũng chưa muốn bỏ vô lắm. Tại vì là vẫn có đạo chích ấy, cho nên là tôi up chết lên tôi bỏ Yumi vô luôn. Mà với cái co mà toàn tướng một sao như thế này thì vẫn bị đấm sắp mặt nha mọi người. Vẫn giữ lưu trích ok, mà vẫn được thêm tiền nữa. Nói chung là ổn. Tại vì con Kelly nó cầm đồ nó hơi chuối mọi người à. Đời không như là mơ mọi người à. Tự nhiên lên cái dòng tiếp theo á, dòng trước ra phải đi chợ thì lại thắng. Cái nhà này nó khá là yếu luôn ấy. Thực sự là yếu mọi người, tại vì ổng cũng nghe cô giống mình á. Tôi thì toàn mấy tướng một sao mà ông kia thì nhìn cậu Lumi nó lực quá. Cho nên là tôi đấm ổng luôn. Mà vậy thì tôi có nghĩ là sắp tới chắc tôi phải roll nhẹ. Tại vì ổng đó mà tôi không đủ cái điểm đạo chích đấy mọi người đấy, mọi người thấy không? Đậu xanh có 8 điểm mà. Đi chợ lần này thì mình vẫn nhặt một cái nước mắt nha, tại vì là mình khá là cần nước mắt mà. Mình sẽ nhặt con blue cho con Yumi luôn nha mọi người. Ok, về ghép thẳng con blue cho Yumi luôn. Thì cái trận này thì theo tôi thì nó khá là xui. Bởi vì là Yumi á thì cũng một cái nhà chơi luôn ý. Cho nên là tôi hai baron cũng khá là lâu. Thì mới lên được UD2 cho nên là cái nhịp độ mà lên được con Yumi 3 nó sẽ nói chung là khá là khó ấy mọi người. Nhưng mà mọi người yên tâm nha, con Yumi 2 cực kỳ uy tín luôn. Đam nó thì đó là vãi lìn luôn ấy. Ok, thì trận này thì tôi sẽ đặt một cái nhà ông Belvet nha mọi người. Belvet này thì kẹp thêm hình như là siêu nhân này, thêm linh thú nữa mà đồ thiệt vãi chưởng. Mà đồ này thì chiến quá, tôi chưa có roll nữa cho nên là bị đấm sắp mặt luôn. Mà mùa này nha, mấy ông mà chơi Belvet mà chỉ mà thể kẹp thêm cái ấn song đấu ấy mọi người, thật là phải đinh luôn á. Nó mạnh thì thôi luôn ấy chứ. Về nhà thì cái hũ đạo chích thì nó cũng nở nhưng mà nó khá là cùi ấy, cho nên là tôi sẽ nhận thêm khoảng tầm 3-4 round nữa. Lúc này thì tôi sẽ roll nhẹ nhẹ xíu đi, update cái đội hình lên 2 sao để đép cho mọi người. Thì tôi roll khá là đen tại vì là cấp 6 mà tôi Dung Hy không ra nha. Nhưng mà cũng may mắn được xíu là tôi roll được con keo lên 2 đép cũng ổn. Kẹt riêu không chơi thì nó lại ra. Đó, đây
Ron gần 6 tiền mới ra được con Yumi. Là vải chưởng mà. Cái này tôi Ron gán được cái con Yumi 2 á mọi người, để đép cho nó dễ. Nhưng mà đời không như là mơ mọi người ạ. Cả Lulu á, tôi Ron nó cũng không ra luôn nha. Khá là đen, nhưng mà Lee Sin thì cống hiến khá là ngon nha. Lee Sin hiện tại tôi đã Ron được 7 con rồi nè. Lần này thì tôi gặp một cái ông nhà, ui ông dắt này nhìn lực thế. Ui là trời, ông gõ thì chịu sao nổi. Tôi nói thiệt là từ khi mà tôi thấy cái bài dắt này được ông gửi ép chè, ông đánh hay á, cho nên là tôi thấy là cái rank nó spam kinh dị thiệt. Nói chung là nhà già chơi dắt. Tại vì con này nó OB quá. Ok, và trước rau sói thì tôi vẫn chủ thua 2 nè mọi người, để tích được cái đạo chính nhanh hơn. Ok, con Lee Sin thứ 8 nó ra nè. Khó là không biết như thế nào. Chắc là tôi sẽ bán con Adriel này. Ok. Mà tôi thấy là Adriel cống hiến hơi bị nhiều luôn ấy. Nãy giờ nó ra chắc phải 7 con rồi đó chứ. Ok, rồi lần này lên được Yumi 2 nè mọi người. Lát nữa thì sau rau sói thì tôi sẽ on in to roll được cái con Lee Sin 3 để đép máu nha. Tại vì con Lee Sin á, mà đi chung với bài tình nhân á, thì càng đánh á, thì cái giáp mà nó tạo cho đồng minh nó càng nhiều nha mọi người. Cho nên nếu mà mọi người mà dồn hết đồ cho nó là một cái dạng tăng phải nói là cực kỳ chất lượng luôn. Ok, đây có cái quyền năng luôn nè, chắc là lát nữa tôi sẽ ghép cái quyền năng trong Lee Sin luôn nha. Vì bài mình hiện tại còn 38 máu cho nên là khá là ít luôn ý. Ghép quyền năng á, thì là vừa châu nè, vừa câu giờ được cho mấy con tình nhân nó, kiểu nó kích được cái hệ lên ấy. Nó càng ngày nó càng mạnh hơn. Đây, lại là Adriel nữa. Còn có tức không? Ok, villain 2 nè, hợp lý nè. Mà nãy giờ là ở cấp này mà tôi nãy giờ cấp 6 rồi nha, mà tôi con Sona không ra nha. Là hơi đen ấy. Thật sự là hơi đen ấy mọi người ạ. Ok, con Yumi thứ 4 ra nè. Tiền thì tôi vẫn giữ 50 tiền ha, để có gì mà nếu như mà tôi Ron được không được con Yumi á, thì tôi sẽ tích tiền tôi lên chết. Để tôi kẹp vô được tầm 6 tình nhân, hay là có cái ấn tình nhân gì nó sẽ hợp lý hơn. Ui, Yumi mạnh thế. Đó, Lee Sin trên châu ha. Nhưng mà cái con loot kia OB quá. Nhìn đam của nó kìa, thật là bãi trưởng mà. Cho nên là nếu mà anh em mà Ron không ra thì anh em đánh cái co 6 tình nhân vẫn rất là hợp lý luôn nha. Yumi vẫn mạnh nha mọi người, tại vì là sát thương tụi này là nó kiểu nó theo thời gian ấy, cho nên là càng đánh càng mạnh mà. Cho nên nếu mà xương xương thì chậu được có 2 round nữa nha mọi người. Ok, đây coi cái ấn gì nha. Hi, ấn linh vật. Ủa, ấn linh vật mà nhận được một nhân tình nhân. Cái này nó lỗi nha mọi người, cái này là lỗi nha, cái này là lỗi nha. Gia cố hàng thủ thì không cần lắm. Dựa hơi càng không, tại vì dựa hơi mình có con Lee Sin thì đâu có gì đâu. Chắc mình sẽ roll nha. Ok, có hiệp tình nhân là ngon ngon ngon. Chỉ có cái này ngon thôi nha mọi người. Mình sẽ lên được, lát nữa mình sẽ lên chết 8 thì mình sẽ kẹp được 6 tình nhân là hợp lý nha. Chung là lên mấy ông mà lên được 6 tình nhân rồi, mấy ông đánh tầm 10 giây thôi là con Yumi của ông một rờ một lần chắc phải 1000 đam lên ở 2 sao ấy. Nói chung là nó hơi bị OB luôn ấy. Ấn này chắc mình sẽ để cho con Adriel ha. Ok, có Sona nè, mình sẽ thay thế vô. Bây giờ mình đang có hũ 7 thì mình sẽ thua thêm một round nữa thì mình sẽ nộp nổ hũ nha mọi người. Nổ hũ thì hy vọng là nó ra được cái gì đó ngon ngon. Ok, lại gặp bài ông thiết giáp nữa. Nói chung là gặp bài ông này hoài luôn á chứ. Bây giờ mà con Lee Sin nó lên được 3 thì hay ha. Mình sẽ roll xíu lấy cái tiền con Lee Sin nha. Ok, có Sona nè, muốn Sona nè. Mình sẽ để lại 50 tiền ha. Giờ roll nó cũng không có chỗ để nữa, cho nên là từ từ nhé. Bài mình thì mình sẽ tăng bằng con Châu với lại là con Vi. Tại Vi là nó có hệ đạo chích nè, đi chung với Sona được nè, lát nữa nè. Với lại là con Ngu, con Châu với con Vi nè, có cái hệ dạng kháng phép ấy, cũng hợp lý ha. Ok, mình sẽ thua. Ui, 18 máu thì mình vẫn được 2 round nha. Tại vì mình bây giờ mới 4.2 thôi. Ok, về nhà lần này thì mình sẽ mỏ hũ. Ok, hũ này, ui, hũ này thì không đẹp lắm. Tụi bảo dây ke cho mấy con tình nhân spam chiêu nhanh hơn vẫn ok. Còn hai cái đồ kia thì y có búa rèn, đúng rồi, có búa rèn sẽ đá lắc, nhưng mà sẽ đặt cái một cái vô cực với lại là cái áo trời một tối ha, để xem nó ra thử cái gì ha mọi người. Má thiệt chứ, mà không có cái búa rèn này thì là không biết đi về đâu luôn á. Ok, thì cái round này mình sẽ móc má, mình sẽ tích tiền, mình sẽ lên 7 đi ha, lên 7 đi, mình sẽ kẹp thêm. Với lại là tôi thấy là cái tỷ lệ phần trăm con Yumi thì nó sẽ hơi khó, mình đang cố ok Lee Sin lên nè. Rồi mình sẽ kiếm coi thêm con bò 2 sao nữa là ổn. Cái này chắc mình lắp con bò đi ha, tại con bò cho nó ra chiêu cũng ổn. Mình lắp con nào cũng được, tại vì là tình nhân nó búp sức mạnh xuất thuật cho cả team mà, cho nên là con nào cũng được nha anh em. Đó thấy không, càng đánh là con Lee Sin nó càng búp cái giáp càng dày nha anh em. Cho nên là nếu như mà anh em đép con Lee Sin này là cực kỳ ngon luôn nha. Ui, một cái quy, một cái R của con Yumi 1100 đam, what the fuck. Yumi 2 sao với chỉ các bùi lưu nha mọi người. Bá thiệt chứ. Ok, bùi sẻn luôn à.
thực sự mà nói thì sẻn nó cũng không có ngon lắm, tại vì là mình đâu cần sẻn làm gì đâu. Chắc mình sẽ lấy cái gì để ta khó nhờ, mình sẽ lấy cái giáp cho con Lysine ha, hợp lý ấy, lấy thêm đồ tăng ha. Ok, lấy xong mình về nhà mình đập đồ luôn mọi người ạ. Đập cái dụng cực với cái này ra gì ta, ra đồ tăng thì ngon nha. Ui, ra hai đồ tăng luôn kìa. Cái này là cầu được ước thấy đúng chứ gì nữa. Đồ tăng thì mình sẽ lắp cho con Lysine luôn. Rồi con kia thì mình sẽ đánh con bò ha. Giáp thì mình sẽ để trong vi, thì nếu mà ra được con máy là cái giáp lửa thì ngon. Tại vì hiện tại thì cái team của mình cũng chưa có dòng máu. Ý, không, Soraka dòng máu nha mọi người. Mình sẽ gặp cái bài, ui, ông kia CV3 à. Ác chưa kìa. CV3, rồi Galio 3 nữa. Ghê vậy. Ui, Yumi. Mới có mấy giây nha, là 800 đam rồi đó. Yumi ra cái nữa coi, 2, 7, ui. Con tăng nữa rồi, 1000 đam, what the fuck. Rồi cái nữa nè. Yumi làm cái nữa nha, làm cái nữa coi. Ui. Này có giáp gai mọi người, hồi này có giáp gai, nó sẽ đỡ được mấy cái đam chí mạng nha mọi người. Khó, ui, giáp gai mà 1000 đam hả. Ảo thật đấy. Rợn cái 2000 đam. What? Con nào đấy? Trời ơi, Yui nó gánh kìa. Cái con hiện tại của mình đánh nó 7 là ngon rồi đó. Nếu mà tụi này nó lên 3 sao hết á, tụi nó thiệt là nó hơi bị chiến luôn ấy. Tăng có nè, đam có nè. Hợp lý luôn á chứ. Nhưng mà trận này thì khá là nhiều nhà chơi chơi chung tướng ấy, cho nên là cũng khó cho mình quá. Ok, Vi cũng có nè mà tôi cũng không thích nên con Vi 3 sao lắm. Tại vì là kiểu bây giờ mình cấp 7, lát mình lên chết 8 mình gold 2 tiền nó hơi khoai mọi người ạ. À. Rồi Yumi cũng vậy. Mình đánh đúng không mà nhà bên kia nó cũng đánh con Yumi chung rồi thì nói chung là mình bắt mình giữ rồi, chứ mà giờ ước mộng lên nó lên 3 sao cũng hơi khó mọi người. Rất khá là khoai. Đây. Nhà này đánh bò đánh Mafai nè. Ủa con gì đấy? Ui đủ chạy dữ vậy. Ui nhà này có Ugot là ở level 7 luôn à. Ác thế. Không mà tôi nghĩ là nhà này tôi lo được nha. Trời ơi, Yumi bắn một cái đam 900 đam kìa. Mới 2 sao thôi nha mọi người. Mày 1000 đam. Cái nữa Yumi, cái nữa. Để làm cho ta tự hào đi nào. Cái nữa. Mày 1400 đam. Đội 2400 đam. Vãi chưởng. Nói thiệt nha, là hiện tại bây giờ mà nó đang sát tình nhân đúng không? Mà nó đam nó cỡ này mà nó lên được 3 sao nữa thì hồi ông kiểu chat gì kìa. Và cái lờ ông đồ Yumi 9k đam. Nói chung là mấy cái meta để Yumi nó Yumi carry mà mọi người. Ví dụ là mấy con sụp carry dữ lắm. Đến rau rồng này thì mình nếu mà có được đồ đam thì ngon ha. Mình roll nhẹ nhẹ coi kiếm được gì không. Tại vì hiện tại thì con Suna của mình thì nó vẫn ở 1 sao ấy. Mình cũng đang bạch. Ok, lên 2 sao nè. Hợp lý nha. 51 tiền hợp lý nha. Ông kia mới thua mình xong kêu Yumi đánh rồi để Yumi gánh đam. Mấy ông đâu biết được của Yumi nó bá cỡ nào. Bá vô đây mình núp. Không, cái đội hình nó khá là chiến ấy mọi người. Nè, cái con Lysine á, càng đánh thì nó càng búp giáp càng nhiều. Còn của Yumi này, y chang nói chung là nguyên đội hình tình nhân mà anh em mà có một cái con mà 3 sao mà nó kiểu sao ta. 3 sao mà nó càng trâu á, thì mà cái skill của nó nói chung là càng khỏe nha. Ok, cái trận này, ôi. Cái kia là cái dao điện ha. Dao điện mình sẽ chọn thêm giáp cũng ngon. Cái đai máu đi ha, đai máu cho con Vi thì mình sẽ làm được thêm một cái giáp lửa. Còn cái dao điện thì mình chắc sẽ để cho con Suna ha. Suna cho đánh nhanh tới ra chiêu cũng ổn để nó giảm kháng phép. Ok, hợp lý mọi người à. Ok, Suna con thứ tư nè. Mình sẽ lắp dao điện con Suna ha. Còn Vi thì mình sẽ lắp một cái giáp lửa. Nè, đây tôi sẽ nói với mấy ông đây. Cái bài này đây, cái bài này nó dành hết tướng của mình nè. Yumi là 1 nè, Suna là 2 nè. Để hai con thêm con tình nhân cái con Soraka của mình nữa nè. Đấy. Cho nên là mình cái trận này tôi nói thiệt là tôi roll đen vãi cái cức luôn ấy. Cho nên là roll sao được, ông này cũng giữ tới mấy con luôn làm sao roll được. Ôi ôi, nhìn Yumi Ryu nè ba. Yumi đam vẫn cao nhất nha mọi người. Nói chung cái co bài 6 tình nhân này anh em mà đánh kiểu mà đánh đép lên mà được lên cao thì vẫn vô top bình thường nha. Nhưng mà 18 máu mình đang cháy tới 4 luôn nè. Bài đóng kia thì cái ngưỡng này ui ngon, có sinh ra tình nhân luôn. Sinh ra này là khá là ngon ha, sinh ra này mình sẽ kéo được mấy con tướng vô nè. Nó giống như con Thread vậy. Mấy ông con Thread mùa mấy thì tôi không nhớ nữa, nhưng mà con sinh ra càng kéo vô nó càng quăng càng đau nha. Rồi tôi sẽ lên chết, tôi sẽ nhét vô thêm một con Echo để
tăng được kháng phép. Tại vì tôi thấy là khá nhiều nhà đánh phép, nên những ông hồi nãy cũng đánh phép nè. Chắc Lulu mình không cần nữa. Ok, Sona được con thứ 5 rồi nè. Ổn áp nha, ổn áp nha. Run một tí. Khó nha. Nhiều ông đánh chung bài quá cho nên là khó, là khá là khó ra luôn ấy. Ông này đánh siêu nhân Belvet nè. Thêm con ui, dịch con Uros nhìn vãi chưởng quá vậy. Trời đất ơi, thôi tôi sẽ bán con Yumi ha. Bán con Yumi nè. Tôi chắc bán luôn con Vi, tại vì Vi cũng khó. Ui, nhìn Yumi kìa anh em. Bấm 1200 đám. Cái nữa. Mày đi. Nè. Đó anh em thấy không? Gần 500 đám hơn rồi đó. Nè ok nè, nhìn nè. Nhìn cái nữa là nhìn hết hồn nè. Rác chưa, ác chưa kìa. Ý là chưa có đồ đó nha. Tôi chưa có đồ đấy. Tôi chưa có đồ lắp cho cái con Yumi đấy. Lát nữa nha mà có đồ lắp cho Yumi đó. Ok, Sona lên được 6 con là ổn, 6 con là ổn. Mình sẽ kiếm được con Soraka ha. Mình sẽ bắt dắt lại để cho con Shinra nó kéo vô. Lulu mình chắc nghĩ không cần nữa, mình sẽ bán nó luôn. Để co sát tình nhân thì không có cần Lulu đó, tại mình có ấn mà. Đấy, thì dắt mình sẽ kéo vô để cho nó câu giờ thêm ha. Ơ, ông này không nhặt đồ à. Ui, nhìn cái bài kia. Nói chung là trận này thì mình bị giành tướng khá là nhiều ấy, cho nên là cũng khá là khó để làm cho anh em coi nó mãn nhãn được. Bài của mình mà 3 sao hết thì nó thiệt chứ thắng từ nhà đến trường luôn á chứ. Chết mẹ rồi, bị kéo Yumi lại rồi. Không ổn mà. Không sao, mình còn Sona mà mọi người. Mình còn Sona gánh được đam nha, mình còn Soma gánh được đam nha anh em yên tâm. Đây, ổn chưa. Đấy, kéo vô đúng rồi. Ồ, nhìn con Lee Sin. Rồi Lee Sin, mày nói chuyện với Lee Sin đi. Rồi mày nói chuyện với Lee Sin đi. Sao. Xin ra kiểu mà tao yếu như mày này tao đông đúng không? Nguyên nhạc. Nói chung là kéo mất Yumi mình vẫn còn đam nha. Tại vì tình nhân là miếng cái nguyên cái đội hình mà anh em mà chỉ cần để lâu thôi. Càng lâu anh em càng mạnh. Nó kiểu vậy á. Ok, mấy cái đồ thì lấy gì ta? Lấy quỷ thư à. Quỷ thư đi giảm hồi phục à. Thì ui mất cái cốc rồi. Ok, mình lấy quỷ thư nhá. Quỷ thư mình sẽ do Yumi nhá. Yumi thì đơn mục tiêu, Sona thì hai mục tiêu, nhưng mà tôi nghĩ là Yumi nó đang thiếu đồ ấy, cho nên là chắc là tôi sẽ cho con Yumi luôn. Ok, mình sẽ cho con Yumi cái quỷ thư luôn ha. Tại vì Yumi đang thiếu đồ quá. Nếu mà Yumi của mình chuẩn đồ á là cái rít phép chứ mà một cái gì khổng lồ á, nó thiệt là nó hơi bị chiến luôn ấy. Hiện tại thì nó ấy quá. Bây giờ mình sẽ gán roll xíu. Ok, kiếm Eco 2 nè, hợp lý nè. Mình sẽ gán roll để mà kiếm được mấy con để mà cho con Shinra nó kéo ha. Má trận này mà có cái gì ta, gọi là cái ngọn giáo sô nhiên á. Ông kia kêu Yumi mạnh vật cả lờ. Thiệt là bãi trưởng. Thấy cái bài ông đó đâu thua ai đâu, thua mình cái nhà mình thôi chứ đâu. Đấy, hình như đánh với mình nữa nè. Đấy, đúng rồi, Yumi tiếp tục nè. 800 dam. Con Belvet này. Con Lee Sin mình khá là trâu nha. Tôi nhận xét là con Lee Sin mình cực kỳ trâu luôn ấy. Đó, mấy ông nhìn nè, đánh nguyên trận nãy giờ có mất máu Lee Sin không? Mất được xíu xong nhìn cái chiếc siêu nữa kìa. Ui. Má ơi, đồng. Đồng vãi cái đái luôn. Không biết cái skill của Shinra là nó kiểu ok, con dắt luôn nè, kéo vô hợp lý nè. Dắt này để kéo vô nha mọi người, để cho nó kéo vô nha. Echo à. Echo thì Echo kéo vẫn được nha. Echo là cái phạm vi của nó là giảm tốc đánh, hợp lý nha. Cũng kéo được. Mà Soraka của mình chưa lên được 2 nữa à. Khó nhờ. Thì khó ấy. Velcot thì nó cái skill của nó là có choáng ấy, cho nên là choáng liền luôn, là choáng đơn mục tiêu. Ok, vẫn ổn nha, mình sẽ để nó chỗ nó kéo ha. Ok, round này thì mình sẽ gặp ông ông này thì chưa, ông này có độ 4 chắc à, không sao, ông này yếu lắm, ông này mình vẫn lo được anh em, không sao. Đấy. Ok, Velcot vô nè. Đông lắm. Ui, 600 đam. Có cái diệt thì ngon nha. 10.300 đam. Oh shit. Ui, anh em thấy gì không? Cái này là tôi xin nhắc lại với mọi người nha, là đội hình tôi là chỉ có 2 sao nha. Nó bá vờ cờ lờ luôn. Ok, vô top nè mọi người, vô top nha. Đội hình mình vô top được nha mọi người. Ok, về code 2 để kéo nè, hợp lý nè. Anh em mà đánh cái con này lên 8 á, đánh kiểu 6 tình nhân rồi 3 hộ công vẫn ok nha anh em. Rất là hợp lý luôn nha. Một cờ này mấy anh em roll đỏ, kiểu mà đỏ chó, anh em mà lên được con Yumi ha, Yuri 3 nè. Với lại là con Yumi 3 đúng không, Sona 3 nè, anh này sẽ một đống đam luôn.
Còn hàng tăng thì anh em chỉ cần roll được con Lysine 3 thôi là hợp lý. Con Lysine 3 thì nó tăng khá là ngon, tại vì là cái chiêu của nó là càng ngày nó càng cộng giáp. Nói chung là tôi giống thằng cái trận này là Lysine là nó cộng được max tối đa tới 1800 giáp cho đồng minh luôn á. Ảo chưa? Cộng cỡ đó đó mà còn thua thì thấy là chịu nhá. Mày quái này, mày quái thì nhanh, mày quái. Ui, một mình mới đòn nhận 2 đao. Bò nè. Ok, để coi mình nó có đồ đao không rồi. Để xem có đồ đao nhá. Đồ đao thì ngon nhá. Đồ đao là ngon nhá. Để tôi xem thử là cái đồ này nó ra cái gì ha. Cái bài ông này linh vật. Ông này linh vật nó có Yumi nữa cho nên là tôi cũng khó là khá là khó ấy. Đồ xanh nè. Bộ xanh cho Sona ngon nha. Sona sẽ tuôn chiêu nhiều hơn, tại Sona nó mana cũng rất là thấp á. Bộ xanh là ngon nha, bộ xanh là ngon nha. Mình sẽ đẩy vô Sona luôn nha. Lý này. Vậy bên Tú này. Ngon ngon. Sona Sona ra nhiều nè. Sona nhiều này. 1, 2 nè. 7 con rồi chứ. 7 con Sona đó chứ. Ổn chứ. Coi là con gì nhá. Ôi, ông này cũng Sona luôn. Ông này cũng bài tình nhân luôn nè mọi người. Ông này đánh chung bài tình nhân với mình nè. Nhưng mà khác cái con là ông này sẽ con vệ binh tinh tú. Còn mình sẽ kết hợp với lại hậu công ha. Đấy, đấy, đấy. Rồi, ôi, 1600 đam. Rồi nói chuyện với Lysine kìa. Ừ, nói chuyện với Lysine đi. Ừ, sao? Bài mình khỏe hơn tại vì bài mình tới 6 tình nhân lận. Mà cái lũ tình nhân này nha anh em, mà càng đánh càng mạnh nha. Cho nên là anh em cứ thế mà phàn thôi. Anh em cứ càng trâu vô, ở tên cứ tiếng nhật Yumi nè. Ước gì cái ông linh vật ông chết sớm hơn thì mình chắc mình sẽ ngon hơn rồi. Ông linh vật ông cũng chơi mà ông thằng kia cũng chơi con Yumi nữa. Cho nên là trận này mình Yumi lên 3 nó kiểu mà 1% mọi người à. Đấy thằng này cũng Yumi nè. Đấy, ông này cũng Yumi mà thêm cái này lóc. Ông này ông ba sao cũng nhiều á chứ. Khá là nhiều luôn nha. Mình sẽ để cho tụi nó lúc con Soraka đi. Soraka không quan trọng lắm, quan trọng là hai cái đam kia mà. Cái co này thì ui kiểu xuống hết tech nữa à. Kéo vô kéo theo đồng đội vô. Đấy 1R. Rồi cái con cho đánh cái con kia kia. Đúng rồi đánh chết nó đi. Đánh chết đi nó mạnh quá. Ừ dắt kéo vô nè, câu giờ được nè. Đấy Lysine nè. Lysine, ui chết Lysine rồi, chết ly rồi. Khó nha. Ổn, ui 1700 đam. Vãi chủ 2400 đam. Ad chưa kìa, Yumi 11000 đam. Oh shit. Yumi như vậy mà 12000 đam nha anh em. Nó chỉ là con support thôi nha. Nó là con support trong đấu trường công lý, nhưng mà trong đấu trường chân lý mà 18 này thì nó lại quá là chiến. Con Mordekaiser này vô thì được giảm hán phép nè. Nhưng mà hiện tại mình cũng có cái chao điện rồi, cho nên là chắc mình sẽ không có lấy con Mordekaiser. Nhưng mà Fiddle Tick sẽ ok hơn. Fiddle Tick thì mình sẽ có được CC nè. Cái Fiddle Tick thì ok hơn nha. Sona mình đen quá. Sona thì hôm kia cũng đánh cái con của thành nhân luôn. Tên cho nên là cũng khó, khá là khó để chơi ấy. Tôi nghĩ chắc ra rồi rau cuối quá. Ồ, Fiddle Tick nè. Ông này để bài lên trên nè. Để bài lên trên thì nói chung là mình đừng có đụng với con Fiddle Tick này sớm. Đừng có đụng sớm là được. Ui chết đụng rồi. Tôi thấy đụng là tôi thấy bắt đầu nó end game rồi đó nha. Thôi nói chung là bài này thì anh em, nếu mà anh em roll đỏ anh em vô top hoặc top 1 bình thường luôn nha. Và nếu anh em thấy hay thì để lại cho mình một like, share, subscribe. Và nếu anh em mà có giáo án nào hay hơn thì có thể comment bên dưới để cho mình làm ha. Đánh giá bộ cờ của mình thì là bộ cờ này cực kỳ ok luôn nha. Vào top dễ dàng mà anh em có thể thử nha. Ok, cảm ơn anh em. Chào anh em nha. See ya.